Chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì như cả nhà cũng biết là chuẩn bị tới Halloween rồi đúng không? Cuối tuần này là Halloween rồi, 31 tháng 10. Thì nhà nào họ cũng sẽ khắc quả bí ngô đó đúng không? Thì anh Ngô cũng có mua hai trái. Đây, hai trái này với trái này, mọi người thấy trái trong này không ta? Thì vừa khắc quả bí ngô thì anh Ngô sẽ chia sẻ với mọi người cái câu chuyện về Halloween nha. Halloween nó đến từ đâu và ý nghĩa lịch sử câu chuyện về Halloween như thế nào nha mọi người nha. Canadian nó cũng muốn ở trong video cho mọi người thông cảm nha, cho em Canadian với đó. Anh Ngô chuẩn bị một cái thau để anh Ngô moi cái ruột bí ra và chơi bí mọi người nè, cũng lồ lắm. Anh Ngô mua chơi bí, Ngô đã vẽ sẵn mắt mũi miệng. Cái này là truyền thống nha mọi người nha, cái hình này là truyền thống luôn, cho nên là anh Ngô vẽ theo cái hình truyền thống. Còn như mọi người muốn vẽ sao cũng được hết á. Đó, mọi người nó sợ, mọi người nó sợ chú ý đó, mọi người muốn vẽ sao cũng được, tùy ý của mình chứ không nhất thiết là mình phải vẽ như thế cái mặt người hay cái gì hay chữ hay gì cũng được hết nha cả nhà nha. Đầu tiên Ngô sẽ khắc ở trên cái này để anh Ngô lấy cái ruột bí ra. Đây, để anh Ngô vừa làm anh Ngô vừa kể chuyện cho mọi người nghe nha. Nhìn nó vậy chứ nó cũng mềm lắm cả nhà, chí bí á. Mọi người ơi, cũng gần gần ra được rồi. Đó. Đây. Nó mềm lắm chứ nó không có giống như cái trái bí của Việt Nam mình mọi người. Lúc đầu anh Ngô mua nè, mọi người thấy không? cái hạt bí này để mình làm mình ăn nha. Như mọi người biết như ở ở bên đây á, thì cái mùa này người ta làm bí như thế này, người ta lấy cái ruột ra thì người ta sẽ làm mấy cái bánh pie đó, pumpkin pie đó mọi người. Đây, giờ anh Ngô sẽ dùng cái này anh Ngô moi cái ruột nó ra nha, cho mọi người coi bên trong nè. Thấy không mọi người? Con thằng đi thì nó sợ, nãy nó đòi ngộ, giờ nó thấy cái hình này nó sợ. Come here. Thì cái câu chuyện về Halloween nó như thế này nè mọi người. Như mọi người nghĩ ai hồi đó anh Ngô cũng tưởng là nó bắt nguồn từ nước Mỹ đúng không, nhưng mà không có phải nha. Cái Halloween này là bắt nguồn từ nước Ireland đó mọi người. Rồi sau này cái người Ireland họ di cư vào bên Mỹ thì người Mỹ họ mới theo luôn cái lễ hội này chung với người Ireland, chứ không phải là từ từ người Mỹ đâu nha cả nhà. Thì cái câu chuyện Halloween là như thế này, anh Ngô vừa làm Ngô vừa kể cho mọi người nghe nha. Thì nghe nói là hồi xưa cái người cổ đại, người gọi là cổ đại, người người Trung cổ đó, cái nhóm dân tộc Celtic, người ta cho rằng cái ngày 30 từ ngày 31 tháng 10 á tới ngày ngày 2 tháng 11 á là những cái ngày mình mà những cái linh hồn quỷ dữ á, người ta hợp lại trần thế, nghĩa là về lại lẫn lộn về trần gian lại vậy đó. Thì do đó là cái hóa trang cũng vậy đó mọi người, từ đó mà nó ra. Có nghĩa là người ta sợ khi mà về trần thế như vậy á, cho nên ai cũng hóa trang để giống quỷ dữ để mà khỏi bị sát hại hay là lấy linh hồn rồi đó đó. Cho nên là ai cũng phải hóa trang giống quỷ dữ ngày đó. Chắc anh Ngô dùng tay đi, cái này không ăn thua rồi. Đây, ra cho nó mau dùng cái coi, chưa kể câu chuyện xong mà khắc xong chữ bí luôn á. Thì cái hóa trang nó cũng có từ đó mọi người. Thì đâm ra người ta nghĩ là phải hóa trang, người ta cho là phải hóa trang giống quỷ dữ để mà linh hồn mình nó không có bị quỷ dữ bắt vậy đó. Nhưng mà mọi người biết không, trong cái lịch sử của Halloween nó có thêm một cái, nó có nhiều cái phần, mỗi mỗi phần nó có lịch sử khác nhau nữa. Ví dụ như hóa trang riêng phải không, rồi tại sao nó có quả bí ngô riêng, rồi tại sao quả bí ngô lại có đèn ở trong là riêng. Thì bây giờ anh Ngô sẽ kể cho mọi người nghe luôn. Thì nghe nói có một câu chuyện á, hồi xưa là có một chàng trai tên là Jack. Thì cái người này á, cái anh chàng này á, lúc mà còn sống á, là ảnh rất là một cái người rất là tham lam, tính tình không có tốt, bủn xỉn lắm. Thì khi mà anh ta chết á, là không có được lên trên thiên đàng.
Nhưng mà khi còn sống anh ta cũng chơi với lại cha hay chơi đùa với quỷ dữ nữa đó. Đúng là chuyện giống chuyện cổ tích nè, truyền thuyết. Rồi anh ta hay chơi đùa với quỷ dữ nữa thì rất là thân với quỷ dữ. Thì trong cái ngôi làng đó đó, có một ngày nọ thì quỷ dữ nó tới nó phá ngôi làng đó, thì được một tu sĩ bắt nó và dán bùa lên. Thì cái chàng trai Jack đây nè, tại vì ông nhận ra là hồi đó ông chơi với con này, con quỷ này, ông thân vậy đó, thì ông mới vô ông gỡ lá bùa ra ông cứu nó. Thì để được mang ơn á, ma quỷ nó mới cho một lời nguyền cho cái anh chàng Jack này nè, là khi mà anh ta chết thì anh ta sẽ không có bị đày xuống địa ngục. Nhưng mọi người biết rồi, khi anh ta còn sống á, anh ta rất là xấu tính, bủn xỉn, tham lam như anh Ngô nói á, thì đâm ra cũng không lên thiên đàng được. Thì khi anh ta chết á, anh ta xuống địa ngục, thì tại vì cái lời nguyền của con quỷ dữ đó, thì Jack đâu có được vô trong địa ngục đâu, cũng không được lên thiên đàng, cho nên là hay đi linh hồn phải vất vưởng đi lang thang vậy đó, lạnh lẽo đó, đó là ý nghĩa như vậy. Thì con quỷ dữ này nó thấy tội quá, nó mới lấy một cái quả bí ngô, nó cho như than hồng vô trong đó đó, than lửa than đó vô để cho mà sưởi ấm cái linh hồn của chàng trai Jack này nào. Thì đó là cái quả bí ngô nó ra đời từ từ đó đó mọi người, là quỷ dữ nó lấy than hồng nó bỏ vô trong đó để cho chàng trai Jack này đi, cái linh hồn vất vưởng đó đi sẽ được sưởi ấm. Thì khi mà trên đường đi á, thì Jack á thấy cần phải có gió để mới lồng vào để cho cái than nó lúc nào nó cũng được sáng và hồng, thì anh ta mới khắc cái lỗ đó để cho nó được gió lồng vào. Thì từ đó người ta mới khắc mấy cái miệng như vậy nè, thấy không? Cái đó là câu chuyện anh Ngô nghe được là như vậy. Câu chuyện nó rút ra thì cũng giống như mọi người ở trần gian, thì khi còn sống thì đừng có tham lam hay là xấu tính, sống là phải tốt rồi vậy đó mọi người. Nó câu chuyện nó rút ra như vậy, đó là quả bí ngô nó có từ đó nha. Còn riêng thì mọi người biết tại sao mà trong cái rồi để xong rồi đó mọi người, để anh Ngô rửa cái tay xong rồi mình khắc, rồi anh Ngô kể tiếp nha. Đây mọi người, bây giờ anh Ngô sẽ bắt đầu khắc mấy cái miệng nha, mắt miệng nha. Trong cái này anh Ngô đã moi ra hết rồi nè đó. Rồi mọi người thấy mà mọi người cũng có nghe là trong cái ngày lễ hội Halloween á, mấy đứa con nít nó hay tối lại, nó hay mặc đồ chống ngay ngày 31 á, thì mấy đứa con nít nó sẽ hóa trang. Nó đi trong một nhóm rồi đó, nếu mà nhỏ quá thì gia đình sẽ dẫn đi tới từng nhà hàng xóm nha, trong khu phố nha mọi người nha. Thì nó sẽ gõ cửa bấm chuông, và khi mà mình chủ nhà ra thì nó sẽ hô lớn lên trick or treat, thì có nghĩa là trick dịch ra thông thường nghĩa đơn giản đó là lừa, đánh lừa hay là chọc ghẹo rồi đó. Còn treat có nghĩa là tiếp đãi, đối đãi, cư xử tốt nha mọi người nha. Thì cái câu này đơn giản mình dịch là muốn bị trêu trêu ghẹo hay là cho ghẹo đó, người ta dịch giỡn đơn giản là vậy đó mọi người. Thì cạnh chủ nhà thường á, họ ra họ sẽ cho mấy đứa con nít kẹo, nó sẽ cầm những cái giỏ rất là dễ thương, hình trái bí giờ nào nhiều lắm, đa dạng lắm, là cho nó kẹo rồi nó đi đó. Là cái này nó cũng không có ý, cái trò chơi trick trick hay là trick này nè mọi người, nó cũng không có liên quan tới cái ngày Halloween đâu, mà tự người ta tạo ra đó. Một ngày ngày càng ngày cái người ta tự tạo ra những cái trò chơi như vậy, tại vì trong cái ngày này thì mọi người biết rồi, gọi là của linh hồn quỷ dữ mà, cho nên là chơi những cái trò như vậy đó, đánh lừa hay là dọa rồi này kia đó, đâm ra cái trò chơi trick and treat này nó ra đời đó, rất là vui. Tối lại ở đây á mọi người, ngày 31 á, nếu như mình muốn mấy đứa nít mà tới nhà mình á, thì ngoài sân với mình ngay cái cổng nhà mình á thì mình phải trang trí. Có người á, thì mình để kẹo trong nhà cũng được, còn có người thì mình không muốn mở cửa thì mình cứ để kẹo ở phía trước luôn, rồi mấy đứa nít nó sẽ tới nó tự lấy mọi người nha. Đó, có những cái nhà hả trang trí hay lắm, cái người chủ họ ra họ đứng họ phát kẹo rất là dễ thương. Năm nay anh Ngô mắc làm buổi chiều chứ không Ngô đi quay cho mọi người coi tiếc quá, cho nên chỉ ở nhà cắt bí ngô nè, rồi anh Ngô mới quay cho mọi người coi chứ. Đây Ngô ra được con mắt rồi mọi người ơi, một con mắt đó. Đó thì cái lễ hội Halloween là nó như vậy đó cả nhà, nó bắt nguồn là từ nước Anh trở lên chứ không phải là nước Mỹ nha cả nhà nha.
Hồi đó anh Ngô cũng tưởng bắt nguồn từ Mỹ không á. Nhưng mà không phải, người Anh đã lên họ di cư vào Mỹ á, rồi bắt đầu ảnh hưởng theo luôn. Người ta tham gia cái lễ hội này chung luôn. Thêm được cái miệng, cái mũi nữa. Này cả nhà ơi, gần sắp xong rồi. Đây bây giờ cái miệng này mới lâu này nha. Đây mình sẽ ăn cái miệng. Cái bí này công nhận nha. Lúc anh Ngô chưa có khác, anh Ngô không có bí. Nghĩ đâu nó cứng giống cái bí ở Việt Nam mình á. Trời ơi, hồi xưa anh Ngô làm ở trường học á mọi người. Tới mấy cái ngày này nè, cũng đi khách chung với ở trường tổ chức lễ hội. Mà cái trái bí Việt Nam mình, trời ơi, ta nói nó cứng mà nó khổ cực lắm luôn á. Cái bí mình ăn đó, trái bí đỏ của mình đó, trời ơi, làm cái cực luôn á, nó cứng lắm, không có dao là chịu nổi hết á. Mà cái bí này nó rất là mềm, hay thật chứ. Anh Ngô lựa chúng chứ. Mua trái bí to quá. Cái trái bí nhỏ này nữa nè. Trái bí nhỏ này để cho anh quay phim anh làm. Anh Ngô làm cái này. Thì cuối cùng cũng xong rồi cả nhà ơi. Xong cái miệng rồi. Anh Ngô làm gãy anh cái răng. Sorry mọi người coi nha. Chờ anh Ngô nói chuyện mọi người, anh Ngô quên cái anh Ngô cắt nó rụng cái răng này nè, thấy không? Giờ anh Ngô phải lấy tăm á, chắc là lấy tăm á, stick nó lên, gãy trái răng cửa. Xin mời cả nhà một lần nữa kệ nha, coi thành phẩm của bà anh Ngô nha. Đó. Giờ anh Ngô sẽ môi nó ra. Trời ơi, cái răng cửa người ta đẹp vậy mà bà anh Ngô phải làm gãy luôn ơi. Lung lay luôn rồi nè. Để anh Ngô lấy cái tăm á, anh Ngô stick nó lên, giữ nó lại. Gần đây mình phải giữ cái này cả nhà ha. Ngô sẽ làm sạch cái này, làm cái nắp đậy lại. Đó. Giờ tới ngày tối nay là ấy là được rồi. Ngô sẽ bỏ đèn cầy vào, chụp hình đăng Facebook nha. Đó, ok. Ngô sẽ chùi con mắt rồi cho nó gọn gàng, sạch sẽ thôi. Sẽ hoàn thành xong sản phẩm cho cả nhà xem thành phẩm một lần nữa, mặc dù là cái răng cửa nó bị lung lay nha. Trời ơi, một cái bí đã xong. Trời ơi, nãy giờ anh Ngô để trái cây để ăn mà quên luôn á cả nhà. Ngon lắm, nho nè, rất là ngọt. Mới đầu video á, con không đi với con chó, nó thích theo anh Ngô, mà tự nhiên thấy cái bí nó sợ, thấy dao thấy đồ nữa nó né. Cũng ok, mặc dù là không khéo tay cũng được. Thôi anh Ngô xin dừng cái video tại đây nha cả nhà nha. Chúc cả nhà có một mùa Halloween thật là vui vẻ bên gia đình nha cả nhà. Tối ngày đó là hóa trang đồ hoành tráng rồi vô nha. Riêng Ngô đi làm. Năm nào Halloween Ngô cũng đi làm hết. Không sao, có sao đâu, lớn mà chơi gì. Thôi cảm ơn cả nhà, một lần nữa cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngày hôm nay của anh Ngô rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.